Nghe đây mèo Ara, lần này nhất định ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ lũ xì trùng đáng ghét đó. Nào, ta sẽ làm thử cho mi thấy mèo Ara. Đây sẽ là cách ta tóm gọn lũ tiểu yêu xanh lẹ bất trị đó. Nhìn đi. Trời ơi, cái con mèo chết nhát vô dụng, không bao giờ trông cậy vào mi được hết. Vui quá, lần nào hái quả mọng xì chum cũng cảm thấy hào hứng và xì chum hết á. Xì chum thì có đó, nhưng kích thích sự phát triển của trí não thì không. Tài năng của mình chỉ thực sự phát huy khi tiếp cận mình đây, kích thích trí não của các cậu phát triển bằng những lời hay ý đẹp mà mình lượm lặt và tự chế. Vì vậy, lâu lâu các cậu phải cho mình vài quả mọng xì chum để trả công, nếu không cổ họng mình sẽ khô khốc hết. Hái quả mọng xì trâm lâu lâu cũng thấy vui nữa. Riêng ta thì thấy hái xì trâm vui hơn, cũng rất là thơm ngon đó. Chạy đi đâu vậy? Ta đang tính mời các ngươi dùng bữa tối mà. Các ngươi đây rồi lũ xì trâm đáng ghét, lần này thì các ngươi đừng hòng trốn quá. Ủa, sao vậy? Thả ra, đâu cái bay ngu ngốc này, thả ra. Mau xì chum khỏi đây thôi. Không. Đưa tao nguyền rủa cái lũ tiểu yêu xanh lè các ngươi. Ta ghét cay ghét đắng chúng, khinh miệt, ghê tởm, căm thù với tên xì chum này. Nhưng mà lần này kế hoạch của ta sẽ thành công. Ta đã tính toán rất kỹ càng rồi. Kế hoạch này không dễ dàng bị lật đổ. Ôi trời ơi mèo Ara, ta sẽ cho chúng biết tay. Lũ chuột nhắt ngọn xanh đó sẽ không thể cưỡng lại món quà ta dành cho chúng. Ui da, lần này nhất định ta sẽ bắt trọn ổ bọn chúng mới được. Lúc nãy cậu tấn công lão Gà Mên như vậy thiệt là dũng cảm đó Tí Đôn. Lão Gà Mên có gì đâu ghê gớm, các cậu phải để lão cho mình. Nhất định mình sẽ hạ gục lão chỉ bằng một bàn tay. Thấy người khác bị ăn quả mọng xì trâm giống như mình, tự nhiên mình thấy vui ghê. Đúng đó mèo Ara, nghệ thuật đôi khi là một trải nghiệm vô cùng đau đớn đó. Nhưng mà nó rất là đáng để bỏ công. Bọn chúng sẽ phải trả giá. Nhìn đi mèo Ara, kiệt tác của ta. Phải đúng vậy, một tí vô khổng lồ, nhưng mà ở bên trong đó rộng tuếch. Đúng vậy, lũ ngu ngốc đó chắc chắn không thể cưỡng lại cái bẫy hấp dẫn này. Chúng sẽ đưa ta về làng của chúng, và sau đó khi thời cơ chín mùi, ta sẽ nhảy ra và tóm gọn bọn chúng một cách dễ dàng. Mẫu mã đẹp tay nghề điêu luyện, âm mưu xảo trá trên cả sự tuyệt vời. Nếu ta nhớ không lập thì bọn xì trung thường đi ngang qua cây sồi lớn này. Mi về trước đi mèo Ara, mắt công mi dọa bọn chúng bỏ chạy trước khi bọn chúng bị chút kìa. Biến đi con mèo đi lắm, biến đi. Cái gì? Trời, đi ra ngoài ngay, con mèo lúng lá bẩn thỉu. Mi chỉ giỏi ăn hại mà thôi à. Hết sảy luôn nha, nhiêu đây quả mọng xì chum đủ cho tụi mình ăn cả tháng. Tuyệt, dù cho hái quả mọng xì chum không phải là việc lý tưởng để... xì chum tôi ơi, nhìn kìa. Một bất tử tí vừa. Xì chum ơi, nó bự ngang bằng lão Gà Mên luôn á. Có bự lắm đâu. Nó ở đâu ra vậy? Ở đây có ghi nó là món quà từ một người hâm mộ bí mật. Đây quả thực là một món quà vô cùng hậu hĩnh và xì trâm. Chúng ta phải mang nó về cho Tí Vua ngay lập tức. Nhưng lỡ như nó là một cái bẫy thì sao? Bẫy đó. Mình thấy tụi mình nên để nó ở đây và về làng báo cho Tí Vua. Động não một chút đi mấy anh bạn xì trâm hái lượm của tôi. Lỡ ai ăn cắp nó thì sao? Tác phẩm nghệ thuật hoành tráng như vậy phải được xì trâm ở ngay giữa làng xì trâm, để tất cả các xì trâm cùng chiêm ngưỡng. Đó chính là điều ta mong muốn đó. Kế hoạch của ta đang tiến triển rất tốt đẹp với mèo Ara. Xì Trâm ơi, Tí Vua nặng quá đi. Xì Trâm mình đi, công sức chúng ta bỏ ra sẽ không uổng phí đâu. Vì vậy Tí khéo tay. Bức tượng quá lớn không thể đi qua cầu được. Vậy tụi mình phải làm sao đây? Thì
Hay là chúng ta cưa nó ra thành từng miếng nhỏ đi. Cậu đúng là xì trâm tí đô. Chúng ta chỉ cần mang nó về làng bằng một con đường khác là được rồi. À, mình biết một con đường tắt nè. Cẩn thận, coi chừng làm hư bức tượng tí vua đó. À, có gì mà phải lo chứ. Phải đó tí cận, nó được làm bằng gỗ thôi mà. Giống như là cái đầu của cậu á. Ráng chịu thêm một chút nữa thôi mèo Ara. Một lát nữa, ta sẽ tặng cho bọn xì trâm một món quà bất ngờ. Ta... Sao tự nhiên ta không nghe tiếng mấy tên xì trung đó nữa vậy? Để ta ra ngoài nhìn lén một chút coi sao ha. Sao tự nhiên ta lại ở tốt cái này vậy? Xì trung ơi Tế Cận, đây là con đường tắt dài nhất mà mình từng biết á. Mình chịu hết nổi con đường tắt này rồi đó Tế Cận. Phải, giờ thì chúng ta làm cách nào để mang bức tượng Tí Vua về làng đây? Chúng ta có thể dùng dây thần để chuyển bức tượng xuống núi. Chỉ cần mọi người chung sức là được. Ha, chung sức làm gì chứ? Mấy cái tên ngu ngốc này, trước khi bọn chúng đưa ta về làng chắc ta đi bán mối quá. Ây chà, chúng đi tiếp rồi. Sẽ mau đến nơi thôi. Mà khoan đã, sao chúng đi nhanh quá vậy? À chết rồi, cái xì trâm bức tượng đang lăn xuống núi kìa. Ha, mình sẽ ngăn nó lại. Không được Tí Liều, nó nặng lắm đó. Ha, nhìn bức tượng này đâu đến nổi là nặng lắm đâu. Mọi người mau chụp lấy dây thần nha. Chặt nó thắng rồi. Thành công rồi. Trời ơi, ta đang gặp phải chuyện gì đây nè? Làm vậy thì bức tượng sẽ không lăn đi đâu được nữa. Làm tốt lắm mọi người. Chung sức có lẽ không phải là chuyện gì quá tệ. Phải, chỉ cần chung sức thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ đưa được bức tượng xuống dưới đó. Vậy thì đâu có gì khó. Chỉ cần thêm một chút sức mạnh của mình. À không, sức mạnh của tụi mình. Mẹ ơi, mẹ của con ơi, mẹ ơi. May mà, chúng ta không bị chìm đó mèo Ara. Hả? Cô tiêu rồi, thác nước kìa. Mi đừng có sợ nghe mèo Ara. Chúng ta chắc sẽ chết đuối trước khi bị rơi xuống thác. Té nước, miệng mự đang tắm mát. Nước gì mà cứng vậy trời. Ê, miệng mự có đồ chơi nè. Búp bê, hình Tí Vua dễ thương quá trời nè. Không, mẹ ơi. Nó biết nói nữa. Mẹ ơi. Mẹ hả, ta không phải là mẹ nghe chưa. Đúng rồi, ba ơi. Con của bà. Không thể nào tìm thấy bức tượng đó rồi. Thôi mà Tí Đô, chúng ta phải tiếp tục tìm. Chắc chắn không có thứ xì châm nào có thể che đi ánh hào quang của bức tượng Tí Vua đâu. Vậy còn hắn thì sao? Cấp bé miệng bự làm sao lấy bức tượng đây? Nghe nè Cát Tí, mình có kế này. Các cậu phải nghe cho kỹ nha. Cấp bé của ta. Hãy nè, kẻ nào dám lấy cúp bế của miệng bự hả? Làng xì trâm ngay trước mặt rồi kìa. Khoan đã, chúng ta không thể để Tí Vua xì trâm bức tượng trong tình trạng này được. Không đâu, chưa đâu mèo ra. Kiên nhẫn đợi đến màn cuối đi. Rồi chúng ta sẽ bắt hết lũ xì trâm đó. Nhưng mà chúng ta phải thực sự kiên nhẫn mới được. Tí Cận, có chuyện gì mà con cứ ấp ấp mở mở hoài vậy hả? Ôi xì trâm tôi ơi, con xin được giới thiệu tượng xì trâm cao quý. Quan hô Tí Vua. Ôi xì trâm ơi, các con đã xì trâm bức tượng này từ lúc nào vậy? Bọn con không có xì trâm nó, thưa Tí Vua. Con đã xì trâm nó. Thì các con đã xì trâm thấy bức tượng này ở đâu? Ở cây sồi lớn, nó là món quà từ một người hâm mộ bí mật đó, thưa Tí Vua. Ta cảm thấy món quà này có gì đó rất xì trâm Tí Cận à. Các người có khách quý tới đây. Đúng vậy, đứa nào làm tráng miệng cho ba đây. Tí Vua, tiếp theo tay, lấy mấy băng dầu xì trâm lại đây ngay. Thịt ngươi chắc là dai lắm mà ta để dành cho mèo Ara mới được à. Ara mèo nhát gan
Trò này vui thiệt đó nghe. Ta nên chơi thường xuyên hơn. Mày qua ra kìa. Chạy rồi. Vậy là đã giải quyết xong mèo Ara. Phải đó. Từ giờ chúng ta nên gọi cái này là máy bắn mèo. Lũ tiểu yêu xanh lè ngu ngốc, ta không cần con mèo đó giúp ta, ta làm một mình còn tốt hơn. Gì vậy? Ồ không. Tiếp tục đây các sĩ công. Dùng sức, dùng sức. Ô trà. Chỉ cần các sĩ trung trung sức thì không có việc gì khó hết. Các người mau thả ta ra. Nghe đây lũ sĩ trung đáng ghét kia, ta mà thoát ra khỏi đây được thì các ngươi sẽ phải khốn đốn đó. Quay lại đây các ngươi. Tìm thấy cấp bé tí vô rồi. Không, 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 mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ta đã nói ta không phải là mẹ mà. Ta lộn. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Con ngoan của ba, mẹ bự thích cấp bé tí vô quá à. Mình không thể chờ nổi nữa. Hả? Xuất hiện rồi kìa. Chắc chắn là nó rồi. Hả? Xì trông ơi, xì trông ơi. Hả? Tí vua ơi, tí vua ơi, tí vua à. Tí vua ơi. À, người nói đúng. Tí vua không sai một chút nào. Chúng xuất hiện rồi. Đúng như lời người nói. Và con đã nhìn thấy đầu tiên. Ta vui cho con tí mộng mơ, nhưng con nên đi ngủ đi thôi. Còn tới 3 ngày nữa mới xì trông lận. Mà ngày mai thì có rất nhiều việc để xì trông. Ngủ ngon à. Chúc người ngủ ngon tí vua. Lũ xì trông kìa. Răng mà ta ghét mọi người quá. Trời ơi ta kinh tởm cái lũ xanh lè gớm ghét tụi bay. Cái gì ở đâu khi nào? Xin chào. Cho hỏi có ai ở nhà không? Ai đó. Người muốn cái gì? Trời, còn tới 3 ngày lận. Đúng là quá lâu luôn á. Tới rồi, cuối cùng nó cũng tới nơi rồi. Ta đã phải chờ quá là lâu luôn á. Khu vực này ở xa quá mà. Muốn chuyển hàng tới đây thì phải nói là cực kỳ gian nan. Và tôi mong là ông hãy bỏ qua cho chúng tôi thưa ông. Vậy thì đi về chắc cũng khá xa đó ha. Tốt quá rồi, mèo Ara cuối cùng cũng tới rồi. Ôi không, 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 bé xì trâm. Tốt lắm, nhìn cũng sắp xì trâm như mình rồi. Thôi đừng, 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 đừng mà bé xì trâm, em sẽ bị thương đó. Chỉ còn có 2 ngày và 73 ngôi nhà để trang trí thôi. Bài thơ ca ngợi gì sao? Mỗi 12 năm một lần chúng tới, sao băng sẽ văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội nhưng phải đợi, và tất cả chúng ta sẽ sáng ngời. 2 ngày nữa sao băng sẽ tới, dãy ngân hà văng văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội và vui tuyệt vời, nhưng trước hết phải lo trang trí cho rồi. Tờ giấy hướng dẫn. Nhưng cái gì đấy trời? Toàn là chữ Tây chữ Tàu đâu không à? Vậy là ta phải dịch ra nữa. Sao mà rắc rối quá vậy chú? Tí ghé tay. Tạ ơn xì trâm, cậu đã không quên làm cái chân đèn cho tí vua. Tạ ơn xì trâm, các cậu đã không quên trang trí nhà cửa. Mình ghét trang trí nhà cửa. Ponte Malo Doro xấu xa. Rồi, cuối cùng cũng đã dịch xong. Sao hôm nay đã xuất hiện rồi. Thời gian thì ít mà còn nhiều việc phải làm quá trời à. Ogiyama, mèo và Chama, hãy chạm vào quả trứng này để nó bị thối rữa. Ogiyama, Bitipatan Ilama, hãy quyền rửa quả trứng này để nó bị thối rữa. Chỉ còn chờ một ngày nữa thôi. Chỉ một ngày nữa thôi. Đúng là chỉ còn một ngày nữa. Tí Mộng Mơ và Tí Du đã nói rằng mọi thứ phải được sẵn sàng trước khi... Tụi mình đã biết rồi tí cẩn. Mình biết là mấy cậu biết rồi. Nhưng với vai trò là trợ lý của Tí Vua thì đây là... Xì Trâm kìa. Mấy cậu ơi, nhìn nè. Loại trứng gì mà lạ vậy tí cận? Nó chắc chắn là... không phải vậy. Nó có thể là... không phải vậy đâu. Dù là cái gì thì mình cũng sẽ tìm ra nó mà. Mình ghét nó.
Tí vua sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy cái này, đặc biệt là khi mình nói với người là do mình tìm thấy nó. Chưa được, nhưng sắp tới rồi à. Không tí cận, ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây. Trong suốt cuộc đời chăm sóc chim muông và yêu thương trứng của chúng, ta chưa từng xì trâm quả trứng nào đầy sao như vậy. Những ngôi sao, đúng rồi, đó là nơi mà nó tới đây. Nó tới từ các gì sao, từ vũ trụ xì trâm tới đây đó. Đúng vậy, những gì sao? Phải đó. Sao lại không nghĩ rằng nó là món quà từ ngoài vũ trụ xì trâm chứ? Đừng quá mơ mộng nữa, tí mộng mơ. Nhưng Thí Dư ơi, đây có thể là dự báo cho một kỷ nguyên mới. Có thể quả trứng này được đặc biệt gửi tới cho chúng ta từ những xì trâm vĩ đại hơn những gì mà chúng ta từng biết. Hôi quá đi à. Mình ghét mùi hôi. Mình ghét bị rượt đuổi. À, nó nở ra rồi. Mi có ngửi thấy mùi gì không mèo Ara? Ôi, mùi hương này làm ta nhớ về tuổi thơ vui vẻ trong nhà bếp của mẹ ta biết giường nào. Vậy đi mèo Ara, kế hoạch bắt đầu rồi. Đi nhanh lên mèo Ara. Còn nhiều chuyện để làm lắm. Nhắc cho lên đồ mèo đường biến, lần thấy mùi nó đi. Nhân tiện cho mình hỏi, sao mình lại là người lau mình cho nó chứ? Cần phải có một lý do thật chính đáng khi phân công chuyện đó cho mình. Là gì cậu đã tìm thấy nó? Cậu có nghĩ làm vậy hiệu quả không hả Tiết Kháo Tài? Trời, với cái mùi này thì chắc là không đâu. Xì Trâm ơi, không hiệu quả rồi, nó còn hôi hơn trước nữa. Kỳ lạ thiệt. Là cậu nhóc này bốc mùi ghê quá. Chứ nó cũng dễ thương đó ha. Được rồi, nhìn anh nè. Trước hết là mở miệng ra. Và sau đó chỉ cần bỏ miếng bánh vô miệng thôi. Đơn giản vô cùng, nhìn đây. Không hả? Có chắc không? Nhìn đây, anh sẽ làm lại lần nữa. Nên ăn thử đi, bánh ngon lắm đó cưng. Việc tắm rửa cũng không còn ít gì rồi thưa Tí Vua. Con đã cho cả đống xà bông thơm vô rồi mà cũng như không à. Nó không chịu ăn, Tí Vua ơi, không hề đụng tới miếng bánh nào hết á. Nó còn quá nhỏ để tự lo cho mình thưa Tí Vua. Nó hơi quá nên làm nho của tí nông dân chua hết luôn. Mẹ thạch xì trong của con cũng cứng hết rồi. Đúng đó Tí Vua, có đeo mặt nạ cũng như không thôi à. Chúng ta có thể làm gì đây Tí Vua? Được rồi, các xì trung bé nhỏ, để coi thử ta có thể xì trong gì không. Mùi hôi càng ngày càng nặng rồi mẹ Ara. Sắp rồi, chúng ta sẽ sớm tới làng của lũ xì trung đáng thương thôi. Và khi đó chúng ta sẽ mèo Ara. Mèo Ara, tới đây đi con mèo ngu ngốc, nghe không? Ta nói tới đây mà, con mèo ngu ngốc này. Mày muốn ta tức điên lên phải không? Đây rồi, hy vọng cái này sẽ khử được mùi hôi đó. Hình như là nhiều hương liệu quá rồi, mùi nồng nặc như lũ rồng lửa vậy. Mùi càng ngày càng nồng hơn rồi đó. Xong rồi, hy vọng sẽ có hiệu quả. Thành công rồi, anh làm được rồi. Mình chỉ toàn là nghe mùi quả mọng xì chum. Mùi đã nặng hơn rồi. Cứ đánh hơi tiếp đi mèo Ara, chúng ta tới rất gần rồi. Lão Gà Mên. Phải đi báo liền cho Tí Vua mới được. Tí Vua ơi, một cái mặt nạ rất xì chum đó Tí Khéo Tài. Cảm ơn Tí Vua. Và nó đã hoạt động được. Vấn đề là chỉ có một mặt nạ, còn chúng ta thì cả trăm xì chum. Cho tới khi ta xì chum được giải pháp khác thì con hãy xì chum thêm vài cái đi. Tí Vua ơi, Tí Vua, Lão Gà Mên anh tiến thẳng tới đây kìa Tí Vua. Lão Gà Mên thì sao hắn biết đường chứ hả Tí Vua? Là con vật này Lão Gà Mên lần theo mùi hương của nó. Tí cận Tí Dụng về đem con vật này ra khỏi làng nhanh chân lên đi. Dạ được Tí Vua. Nhanh lên đi Tí cận. Con vật hôi rình đây rồi. Qua đây đi anh bạn nhỏ. Ngoan. Qua đây đi. Đây, thử xì trung cái này đi. Con cảm ơn Tí Vua, chắc chắn là nó giúp được rồi. Đảm bảo luôn. Nè cưng, ăn đi, ngon lắm nè. Thì ra là vậy, Tí Quạo, con chính là người phải xì trung con vật này ra khỏi làng. Con ghét làm việc này thưa Tí Vua.
ta biết Tí Quạo, nhưng tất cả đều nhờ vào con. Đây Tí Quạo, cậu thử đeo cái này đi, nó sẽ giúp nhiều lắm đó. Một chút chút thôi. Ta phải tranh thủ để giúp Tí Quạo, lão Gà Mên không thể bắt thằng bé được. Mùi, mùi hương, mùi vị, bốc mùi, mùi hôi, mùi hôi hơn, mùi hôi nhất, mùi hôi thối, không 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 không, nó phải ở đâu đây thôi. Hướng này là mẹ ra. Chúng ta gần tới rồi mẹ ra. Ta có thể ngửi thấy mà. Đó, bên này nè, hướng này nè, hướng này. Steve, Steel, Steam, Steep, Steepy, Steepies. Ở khu Trung Á, đúng là nó rồi. Ôi xì trùm ơi, chắc Tí Quạo và con vật đó sắp bị đuổi kịp rồi. Không còn nhiều thời gian nữa. Tí nhạc sĩ thổi kèn hiệu đi. Dạ, thưa Tí vua. Chúng ta phải quay lại làng thôi. Đường này nè mèo ra, mùi đó nồng nặc lắm rồi. Mà không, ở bên này mới đúng nè. Nhanh lên đi, không còn xa đâu. Chắc chắn ngôi làng đang ở rất gần đây. Đi thôi mèo Ara, nhanh lên, chúng ta sắp tới nơi rồi. Mình ghét chạy. Nó sẽ cô đơn và đói mà chết nếu ở lại đây các sĩ trung của ta. Và ta chắc chắn là nó sẽ vui hơn với đồng loại của mình. Con sĩ trung tốt lắm Tí Quạo. Ông nên đi liền thôi sứ giả, còn một quãng đường rất dài phải bay. Tạm biệt. Mình ghét tạm biệt. Sắp tới rồi mèo Ara, gần lắm rồi. Và nếu mi ngoan ngoãn, ta sẽ thưởng cho mi vài đứa. Chuột đáp vào lòng mà cũng không bắt được. Mi đúng là đồ mèo hôi hám. Chúng ta đã đi mấy dặm trước khi mi làm mất dấu chúng. Còn ta thì chưa mất một chút nào. Nó ám khắp người ta rồi. Đâu đâu cũng bốc lên cái mùi. Trời ơi, gớm quá đi. Thắp đèn đi Tí Mộng Mơ. Được rồi, giờ tới lượt cậu ước đó Tí Quạo. Mình ghét ước nguyện. Tới lượt của cậu rồi mà Tí Quạo. Mình ước anh bạn nhỏ bốc mùi đó đã tới nơi an toàn. Ta chắc là vậy mà Tí Quạo. Con cứ yên tâm đi. Coi ta nên mặc cái gì đây hả? Được đó, cái này đẹp nè. Tránh ra đi mèo Ara, lông của mi dính hết lên cái áo đẹp đẽ của ta bây giờ. Ta lão Gà Mên sẽ là người nổi bật nhất trong hội nghị phù thủy, đặc biệt nhất là khi ta cho bọn họ nhìn thấy một tên xì trung thật còn sống. Là thư từ hội đồng phù thủy. Chắc đây là thư mời của ta rồi. Ông không được mời đến hội nghị, và chúng tôi không muốn thấy một tên xì trung. Không có thứ gì gọi là xì trung hết. Là sao hả? Trời ơi, không có thứ gì tên là xì trung hả? Không có thứ tên là xì trung sao? Nhất định là phải cho mấy lão phù thủy ngu si đó thấy một vài đứa xì trung mới được. Đúng như ta nghĩ, ngày trăng tròn cuối cùng chính là ngày hôm nay đó, mèo Ara. Đó cũng là cái ngày mà quyển sách thần chú vĩ đại của ta sẽ hoạt động đó. Không được mời tới dự hội nghị sao? Ta sẽ cho chúng thấy ta không chỉ đem lũ xì trung tới hội nghị mà ta còn bay tới đó nữa. Ôi, quyển sách thần chú vĩ đại. Bởi quyển sách vĩ đại thần chú, quyền năng ở trên từng dòng chữ, những bí ẩn thần thông phép chú, hãy mở ra cho Gà Mên ta chứ. Ông nghĩ ông đang làm gì vậy, tên phù thủy già ngu ngốc kia? Ôi, quyển sách quyền năng, hôm nay sắp tới đêm trăng tròn cuối cùng, và ta được phép sử dụng phép thần trong một ngày mà. Ông có biết giờ là khi nào không? Chưa đúng ngày mà, đồ ngốc. Bình minh rồi hãy quay lại.
bình minh sao? Nhưng ta cứ nghỉ ngơi đi nghe sách quyền năng. Cái đồ quyển sách cũ ngu ngốc. Nhưng ta phải kiên nhẫn. Ta sẽ sớm bay cao thôi. Trật tử mọi người trật tử đi. Rốt cuộc là lão già hói gà mên có tới không? Quý ngài cứ an tâm, Lenot đã đem về một thông điệp. Gà mên sẽ không tham gia hội nghị này đâu. Và bây giờ là bài phát biểu đầu tiên. Xin mời Mada quyền quý sẽ thảo luận về ưu điểm biến hình của hoàng tử ếch. Được. Chào con tí lười, tới giờ dậy rồi đó. Ngủ sớm và dậy sớm, ngâm. Vậy là có thêm thời gian ăn bánh xì trâm rồi. Cuối cùng cũng tới bình minh. Còn chờ gì nữa mà không tiến hành? Ta nói thức dậy đi. Đọc thần chú trước đi, đồ thô lỗ. Rồi, quyển sách vĩ đại thần chú, quyền năng ở trên từng dòng chữ. Những bí ẩn thần thông phép chú, hãy mở ra cho gà mên ta chứ. Tốt lắm, tên phù thủy già, hãy nói cho ta biết mong muốn của ông. Ta muốn được cưỡi con chim lớn nhất trên trần gian. Ta hiểu rồi, con người bất hạnh kia, coi hình ngũ giác đây mà vẽ. Thắp nến cốc vòng quanh cho đẹp đẽ. Đứng ở giữa, ngón chân chạm mũi thật nhẹ. Để đạt được mong ước, đọc thần chú sau đây cho thiệt khẽ. Trên trời, dưới đất, là người hay là vật? Hỡi sinh vật bí mật, hãy ra cho ta gặp mặt. Trên trời, dưới đất, là người hay là vật? Hỡi sinh vật bí mật, hãy ra cho ta gặp mặt. Được rồi, ổn rồi. Giờ thì bắt đầu bay đi, bay lên. Ta ra lệnh cho mi bay lên đó. Không, dừng lại, cứu với. Không, dừng lại. Thì Trâm ơi, đó là cái gì vậy? Mình cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ giống lão gầm mên quá à. Ta nói dừng lại mà. Cứu ta với. Quay lại chỗ lũ xì trông kia đi, đồ ngu ngốc. Dừng lại mau. Và bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu cây đũa phép tạo lửa mới, hoàn toàn bất khả chứng bại. Ôi, một kỳ công tuyệt đẹp, xà gốt, quá tuyệt hảo. Chuyện gì ngoài đó vậy? Tại sao lại là lão gà mên ngốc nghếch đó chứ? Trời ơi, ta đã nói là... Hắn ta làm gì ở đây vậy? Biến giùm đi, gà mên kia. Và đem lũ xì châm tưởng tượng của ông về luôn đi. Và đừng bao giờ quay lại đây. Bọn phù thủy các người còn chưa thấy phần cuối đâu. Cứ cười nữa đi, rồi chúng sẽ sáng mắt ra. Khi ta cho cả bọn thấy một bao xì trung, thì khi đó để coi ai là người cười. Lần này ta phải làm cho đúng mới được. Hỡi quyển sách vĩ đại thần chú, quyền năng ở trên từ dòng chữ, những bí ẩn thần thông phép chú, hãy mở ra cho gà mên ta chứ. Tại sao ngươi không cho ta một con chim biết bay? Ông đâu có đề cập tới. Được rồi, tên phù thủy già, hãy cho ta biết mong muốn của ông. Ta muốn bay. Ta muốn sải cánh như một con chim to lớn, băng qua cánh rừng, rồi tới làng xì trung và xà xuống bắt hết lũ chuột nhắt đó. Và ta sẽ... Làm ơn nhỏ tiếng thôi, con người kích động kia. Ta hiểu rồi, hãy làm theo lời ta. Nhìn xuống đất rồi vẽ vòng tròn, lấy nước muối thấm lên áo choàng. Chống đầu xuống đất, còn hai tay dang ngang. Và hãy đọc theo câu này nhẹ nhàng. Quốc ta xoát ta, chỉ sỏ kim vàng. Quốc ta xoát ta, chỉ sỏ kim vàng. Phê đan phút xa, bỏ bay khỏi hang. Phê đan phút xa, bỏ bay khỏi hang. Giờ thì ông bay được như chim rồi đó. Dĩ nhiên là phải làm theo hướng dẫn của ta.
Được rồi, đóng bánh xe gỗ vào trục và dính mảnh vải thành đôi cánh. Ông sắp làm được rồi, gần xong rồi đó. Chuẩn bị bay thôi mèo Ara. Lũ xì chung nó sẽ không ngờ được chuyện gì sẽ tới đâu. Thành công rồi, ta đã bay nè. Cục lông chết giác kia, ta bay được rồi. Ta đang tới đây lũ xì trôm. Cứ chờ đó đi bọn phụ thủy kia. Để đó rồi coi. Ô, cái gì trên trời vậy? Hả? Nhìn giống như một con chim khổng lồ. Đừng có nhúc nhích tí dụng về. Nghe tiếng chim giống như bị bệnh á. Ngồi yên đi. Con chim đó giống lão gà mên quá chừng luôn. Cậu nói gì vậy? Ô, lão gà mên. Đúng rồi mẹ Ara. Ta thấy bọn chúng rồi. Lũ da xanh nhỏ xíu gớm ghiếc đó. Ta sẽ cho bọn phù thủy được sáng mắt hết ra. Tí Dư ơi, chúng ta xì trùm sao đây? Chuyện gấp lắm rồi, các xì trùm nhỏ của ta. Tí khéo tay, đưa mấy bắn đá của con ra đây. Nhưng Tí Dư ơi, chúng ta đâu có gì để làm đạn. Mà nếu không có đạn thì chúng ta đem mấy bắn đá ra cũng đâu xì trùm được gì vậy? Chắc chắn là có đạn mà. Tí tham ăn, ta cần mấy cái bánh của con. Bánh tới liền nè Tí Dư ơi. Chỉ cần xuống thấp một chút nữa. Một chút nữa thôi. Bắn lần 1. Không được bắn. Bắn lần 2. Bắn lần 3. 4. 5. 6. Đáng đời ông lão già mình xấu xa kia. Cũng may là mình xì trâm nhiều bánh đó nha. Phải để dành đạn đó tí tham ăn. Đề phòng lão gà mên xì trâm trở lại đó. Mèo Ara, chúng ta đi qua làng xì trâm mất rồi. Mà cái thứ quỷ này không quay đầu được. Trời ơi, chúng ta không trụ được lâu rồi. Và cả vũ trụ chỉ có một hành tinh duy nhất là trái đất. Nó được mặt trời quay quanh và có mặt trăng làm từ phô mai xanh bên cạnh. Gì nữa vậy? Có cái gì ồn quá? Lại là tên ốc bả đậu đó nữa hả? Gà mên thật là gà mên này không bao giờ bỏ cuộc. Các ngươi sẽ thấy, cứ chờ đó, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Những bí ẩn thần thông phép chú, hãy mở ra cho gà mên ta chứ. Chuyện gì nữa đây, tên phù thủy già đáng thương kia? Ta muốn có một cái máy bay khác. Cái máy không cần lấy chân mà đạp và đủ nhanh để tránh được mấy cái bánh bay. Vậy thì hãy làm theo ta. Cái lão già nhiễu sự kia. Không nghe rõ đây sách. Ta chán nghe ngươi ra lệnh rồi. Ta muốn ngươi cho ta một cách để ta bay. Ông là đồ ngốc nghếch, còn ta đây quyền năng. Mặt trời đã lặn rồi, đồ hậu đậu. Và khi mặt trời lặn, ngày cũng tắt. Ông không đời nào có quyền sử dụng ta nữa đâu. Nhưng khoan đã, thật là không công bằng. Ta chưa có những gì ta muốn mà. Ta muốn ngươi cho ta một cách để bay. Quyền năng của ngươi chỉ là một trò ngớ ngẩn thôi. Ta sẽ tự tìm cách bay mà không cần ngươi. Một chai dầu sấm, một chút cánh đom đóm, bụi than đuối lửa và củi cất. Đậy nắp lại. Nó sôi quá rồi. Cứu. Cái gì ở trên kia vậy? Mình cũng không biết nữa. Hình như là lão gà mên thì phải. Sao rồi? Mình đã hoàn thành chân dung của cậu Tí Dụng về. Sao? Cậu thấy được chứ? Xì Trâm ơi, mình cũng không biết nữa. Nhưng nhìn giống mình lắm á. Wow, nhìn kìa. Lại là tên gà mên đó. Chừng nào hắn mới khôn ra đây? Chào nha, đồ phù thủy ngốc duyên té nhào. Cho ông biết hội nghị đã kết thúc lâu rồi. Nhưng mà khoan đã, chưa được. Lũ xì trung đó có thật, ta sẽ đem một đứa tới. Ta chỉ cần thêm ít thời gian thôi. Làm ơn đi. Chúc năm sau may mắn hơn nha gà mên. Đừng liên lạc với chúng ta, cứ ở nhà chờ tin nha. Nếu lần đầu không thành công thì cứ bay tiếp đi. Cứ chờ cho tới năm sau mà coi. Chờ mà coi, ta sẽ cho các ngươi thấy.